Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, 6 tháng 3 năm 2015. Chương trình phát hình của bản tin qua tin đốn gồm có phần tin đáng chú ý, phần phỏng vấn đặc biệt của Thanh Trúc với cô Vũ Ngọc Trân và sau cùng là phần phóng sự đặc biệt về lễ hội Tết của hướng đạo Việt Nam vùng qua Tình đốn. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây những nhà lập pháp hàng đầu kêu gọi ông Obama võ trang cho Ukraine. Đại sứ Mỹ tại Nam Hàn bị thương vì tấn công. McDonald ngưng mua thịt gà nuôi bằng chất kháng sinh tại Mỹ. Trước hết, kính mời quý khán thánh giả theo dõi bản tin chi tiết. Những nhà lập pháp hàng đầu kêu gọi ông Obama võ trang cho Ukraine. Một nhóm gồm 11 nhà lập pháp lượng đảng hàng đầu ở Hạ Viện do Chủ tịch Hạ Viện John Boehner đứng đầu hôm thứ Năm đã viết thư kêu gọi Tổng thống Barack Obama hãy võ trang cho Ukraine khi nước này chiến đấu với quân nổi dậy được ngay yểm trợ tại miền đông Ukraine, bức thư viết rằng Hoa Kỳ không nên đợi tới khi quân Nga và Felykai chiếm Mariupol hay Kharkiv trước khi Hoa Kỳ hành động để tăng cường khả năng của chính phủ Ukraine cho việc chống đỡ và phòng thủ đối với cuộc xâm lăng thêm. Ông Obama đã ký dự luật ngày 18 tháng 12 chỉ thị cho ông đặt thêm chế tài đối với các thực thể Nga và gia tăng trợ giúp quân sự cho Ukraine. Bức thư của các nhà lập pháp yêu cầu ông Obama sử dụng những quỹ quyền đó và tài nguyên để thỏa mãn các đề nghị cụ thể và trực tiếp mà chính phủ Ukraine đã đưa ra. Ông McConnell trì hoãn biểu quyết dự luật về Iran sau khi phe Dân Chủ chống đối. Cảm nhận được sự chống đối của phe Dân Chủ, lãnh tụ khối đa số thường viên Mitch McConnell đảo ngược kế hoạch để dời đến tuần tới dự luật gây tranh cãi về Iran. Thay vì vậy, thường viện sẽ quay qua cứu xét lực về buôn người, Dự luật được đề trình bởi Chủ tịch Bob Corker của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện sẽ cho Quốc hội 60 ngày để dược xét và có thể bác bỏ bất cứ thỏa hiệp nào nhằm giảm bớt chế tài cho Iran. Dự luật này có sự ủng hộ lưỡng đảng, nhưng phe Dân Chủ nhất quyết cho rằng sự ủng hộ của họ phải liên kết với việc cho phép tiến hành đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran trước tiên. Những cuộc điều đình quốc tế về việc hạn chế khả năng hạt nhân của Iran đã đi vào giai đoạn cuối cùng khi thời hạn chót 31 tháng 3 cho một thỏa hiệp sau cùng gần kề. Ông McConnell, đã gây phẫn nộ cho phe Dân chủ khi nói rằng ông dự trù bỏ qua thứ tự thông thường và xúc tiến nhanh dự luật vào tuần tới, đối nghịch lại với thỏa thuận trước đó để ngưng các cuộc biểu quyết cho tới ngày 24 tháng 3 sau khi Ủy ban Ngoại giao Thượng viện thảo luận về việc này. Những người đồng bảo trợ dự luật thuộc phe Dân Chủ đã trả đũa bằng việc thề sẽ ngăn chặn nó, khiến cho phe Cộng hòa không thể bảo đảm cho việc chống lại đe dọa phủ quyết của Tòa Bạch Ốc. Chính phủ Obama yêu cầu thẩm phán nhanh chóng quyết định về di trú, chính phủ Obama yêu cầu thẩm phán liên bang ở Texas hãy quyết định vào ngày thứ hai về việc phải chăng ông ta sẽ ngưng lại phán quyết trước đó của ông để ngăn chặn pháp định của tòa bạch ốc về di trú hay ít nhất hạn chế ảnh hưởng này cho Texas. Thẩm phán Andrew Hannon tại Brownsville đã ban hành án lệnh tạm thời hồi tháng trước để ngưng pháp định của Tổng thống Barack Obama che chở cho hàng triệu di dân bất hợp pháp khỏi bị trục xuất. Ông Hannon, người trước đây đã chỉ trích cơ quan thi hành di trú Hoa Kỳ là quá lỏng lẻo, quy lỗi cho ông Obama không thông báo cho công chúng biết về kế hoạch của mình. Phán quyết hôm 17 tháng 2 của ông Hannon là sự thắng lợi ban đầu cho 26 tiểu bang kiện ông Obama vượt quá quyền hạn bằng pháp lệnh, vốn để cho tới 4,7 triệu di dân bất hợp pháp được lưu ngụ mà không bị đe dọa trục xuất. Nếu ông Hannon không ban hành một lệnh ngưng hoàn toàn vào ngày thứ hai, Bộ Tư pháp sẽ đưa yêu cầu này tới Tòa kháng cáo số 5 tại New Orleans. Hiện chưa rõ là liệu rằng họ cũng làm như thế nếu ông Hannon ban hành lệnh ngưng một phần lệnh ngưng này sẽ đảo ngược hay đảo ngược một phần phán quyết và cho phép di dân hợp lệ được sinh hưởng các quyền lợi kể cả giấy phép làm việc, trong khi tiến trình kháng cáo diễn ra tại tòa cao hơn trong vài tháng tới. Đa số thành viên Hạ viện ký thư trách cứ đề nghị của ông Obama về cấm đạn. Sự chống đối đề nghị của chính phủ Obama để cấm loại đạn phổ thông đang sôi sục tại Thượng viện, nơi có hơn phân nửa nhà lập pháp ký tên trên một bức thư phản đối xúc tiến này. Sở rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ hay ATF cho biết Họ muốn cấm đạn M855 phổ thông đầu xanh bởi vì loại đạn này có thể được bắn thủng qua áo giáp chống đạn được dùng bởi giới thi hành luật pháp. Mặc dù trước đây cơ quan ATF đã chấp thuận nó hồi năm 1986, cơ quan này giờ đây nói rằng bởi vì loại súng ngắn giờ đây được thiết kế để có thể bắn loại đạn này cho nên cảnh sát viên hiện phải đối đầu thêm với chúng. Có khoảng 239 thành viên Hạ viện đã ký tên trên bức thư chống lệnh cấm mà họ nói là xen vào quyền hiến định của người dân Hoa Kỳ. Dân biểu Goodlatte người khởi sự thỉnh nguyện thư ghi nhận rằng sự tấn công vào đề nghị tu chính án là sai lầm và nên bị đảo ngược. Tham vụ báo chí George Ernest Tobarok ủng hộ đề nghị của cơ quan ATF tại cuộc họp báo khi ông nói rằng chính phủ đang tìm thêm những phương cách để bảo vệ nhân viên công lực và điều này có vẻ như đang đi vào một kỷ nguyên mà mọi người nên đồng ý rằng nếu có loại đạn xuyên thủng áo giáp phù hợp cho vũ khí giấu kín trong người thì điều này sẽ đưa giới thi hành luật pháp vào nguy cơ đáng kể hơn. Đồng thời, nghiệp đoàn cảnh sát và các nhóm ủng hộ kiểm soát súng cũng như các chuyên viên thuộc giới thi hành luật pháp đều ủng hộ lệnh cấm này. Đại sứ Mỹ tại Nam Hàn bị thương vì tấn công. Giới truyền thông Nam Hàn cho biết đại sứ Hoa Kỳ Mark Lippert đã bị tấn công trong khi đang nói chuyện với cử tọa và đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Thông tấn xã John Hap nói rằng ông Lippert bị thương nhưng không rõ chính xác tình trạng thương tích. Đài truyền hình YTN chiếu bức ảnh ông Lippert bị chảy máu trên đầu và cường tay, nhưng cho biết thương tích của ông không được xem là đe dọa tới tính mạng. Đài YTN nói rằng hung thủ chỉ được biết là họ Kim đã bị bắt sau vụ tấn công này. Ông Lippert, 42 tuổi, trở thành đại sứ hồi năm ngoái và nổi tiếng trong thời gian ông ở Hán Thành. Vợ ông đã sinh con ở đây và hai vợ chồng đặt cho con trai mình bằng tên chữ lót đại hàng. Ông Lippert là cựu phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Á Châu sự vụ. Thường viện không vượt qua được phủ quyết ông Obama về đường ống Keystone XL Thượng viện thất bại trong việc vượt qua được sự phủ quyết của Tổng thống Barack Obama đối với dự luật chấp thuận đường ống dẫn dầu Keystone XL, khiến cho dự án gây tranh cãi này phải chờ đợi quyết định của chính phủ về việc có nên cho phép hay bác bỏ nó. Thượng viện thu thập chỉ có 62 phiếu để vượt qua phủ quyết, thiếu số 2 phần 3 cần thiết. Có 37 thượng nghị sĩ bỏ phiếu duy trì sự phủ quyết của ông Obama. Hành động của thượng viện có nghĩa là Hạ viện sẽ không biểu quyết để vượt qua sự phủ quyết. Một số đăng viên Cộng hòa nói về việc buộc ông Obama hành động trên dự án đó, bằng cách đính kèm sự chấp thuận Keystone vào một số dự luật tại Quốc hội trong năm nay. Đường ống của công ty TransCanada sẽ mang 830.000 thùng dầu mỗi ngày từ bãi cát dầu thô ở Canada Đại tới Nebraska, trên đường tới các nhà máy lọc dầu và hải cảng dọc theo Vịnh Duyên Hải Hoa Kỳ. Nó đã bị đình hoãn trong hơn 6 năm. Phê Cộng hòa ủng hộ việc xây đường ống vì cho rằng nó tạo ra việc làm. Ông Obama thắc mắc về ảnh hưởng của việc làm của đường ống Keystone XL và nêu lên quan tâm về ảnh hưởng của nó đối với sự thay đổi khí hậu. Hồi tháng rồi, ông Obama phủ quyết dự luật ủy quyền cho việc xây dựng đường ống vì cho rằng nó đã vượt qua cuộc đánh giá sau cùng của Bộ Ngoại giao về việc phải chăng dự án này sẽ có lợi cho Hoa Kỳ. Bộ này đảm đương tiến trình chấp thuận bởi vì đường ống xuyên qua biên giới Hoa Kỳ ra nó đại. Một khi sự đánh giá của Bộ Ngoại giao hoàn tất được dự trù trong những tuần lễ hay những tháng sắp tới, ông Obama được dự đoán sẽ đưa ra quyết định sau cùng về việc có nên cho phép dự án này hay không. Những nhà môi sinh đã yêu cầu ông Obama bác bỏ Keystone vì thải khí carbon liên quan tới việc lấy dầu ra khỏi bãi cát dầu ở Gia Đại. McDonald ngưng mua thịt gà nuôi bằng chất kháng sinh tại Mỹ. Công ty McDonald cho biết các nhà hàng của họ sẽ ngưng bán thịt gà nuôi bằng chất kháng sinh vốn quan trọng cho sức khỏe con người là một trong những xúc tiến lớn nhất của một công ty thực phẩm quan trọng để giải quyết mối quan tâm gia tăng về vi khuẩn chống lại thuốc kháng sinh. Công ty McDonald nói rằng họ dự trù thay đổi trong hai năm tới và đã làm việc với những nhà cung cấp thịt gà của họ bao gồm công ty Tyson Foods là công ty đóng thịt lớn nhất Hoa Kỳ. Hệ thống nhà hàng lớn nhất thế giới này cho biết họ sẽ tiếp tục cho phép việc sử dụng có trách nhiệm những chất kháng sinh được biết như là ionophores vốn không được dùng trong thuốc dành cho con người bởi những nhà cung cấp thịt gà của họ. Loan báo được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi ông Steve Easterbrook nắm quyền trưởng điều hành của công ty McDonald và thề thực hiện sự thay đổi đáng kể tại công ty thức ăn nhanh khổng lồ này để đảo ngược 2 năm thương vụ sụt giảm tệ hại đưa tới việc về hưu của người tiền nhiệm của ông là ông John Thompson. Công ty Tyson cho biết hôm thứ Tư rằng họ ủng hộ việc xúc tiến của McDonald's và sẽ làm việc để cung cấp thịt gà phù hợp với tiêu chuẩn mới của hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh này. Công tác chế biến thịt gà của công ty Tyson đã giảm bớt 84% việc dùng chất kháng sinh, vốn cũng được sử dụng trong thuốc dành cho con người kể từ năm 2011. Phê Dân Chủ Thượng Viện đẩy mạnh áp lực cho cuộc biểu quyết về Bộ trưởng Tư Pháp Hôm thứ Năm, phe Dân Chủ ở Thượng viện viết thư chính thức cho phe Cộng hòa yêu cầu họ tổ chức cuộc biểu quyết, phê chuẩn cho bà Loretta Lynch làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp kế tiếp. Hiện vẫn chưa có ngày được ấn định bởi khối đa số Cộng hòa cho cuộc biểu quyết được tổ chức tại toàn thể Thượng viện về việc đề cử bà Lynch bất chấp Ủy ban Tư pháp Thượng viện ủng hộ bà hồi một tuần qua. Việc đề cử bà Lynch, người đang làm luật sư công tố Hoa Kỳ tại Brooklyn, New York, để trở thành viên chức thi hành luật pháp hàng đầu của quốc gia, đã bị đình hoãn trong 111 ngày, tức là lâu hơn bất cứ vị bộ trưởng tư pháp nào khác trong 30 năm qua. Bức thư được phổ biến bởi các thượng nghị sĩ dân chủ Chuck Schumer và Patrick Leahy yêu cầu phe Cộng hòa ứng định thời biểu cho cuộc biểu quyết trước toàn viện càng sớm càng tốt. Bức thư đề ghế cho lãnh tụ khối đa số thượng viện Mitch McConnell viết rằng mặc dù một tiểu số hàng hẹp ở thượng viện có thể muốn dùng cuộc biểu quyết về bà Lynch để phản đối những ưu tiên về việc thi hành di trú được chính phủ loan báo hồi năm ngoái, nhưng không có lý do đáng tin cậy nào để trì hoãn thêm. Mặt khác, tin giờ chót từ Phòng Thống kê Bộ Lao động cho biết năm tháng 2 vừa rồi đã cho cộng thêm 295.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 5,5%. Kính thưa quý khán thánh giả, bản tin của Tình Động xin tạm ngưng ở đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. FDA đã thông cáo đến các bác sĩ và bệnh nhân về thương tích nghiêm trọng gây ra bởi lưới y tế nội âm đạo, lưới y tế bồng đái, võng y tế xương chậu, võng y tế bồng đái. Gọi ngay nếu bạn đã từng bị đặt các y cựu này. Bạn có thể được bồi thường tiền mặt nếu bạn đã từng bị đặt lưới y tế nội âm đạo, lưới y tế bồng đái, võng y tế xương chậu, võng y tế bồng đái. Xin gọi ngay lập tức 1-407-403-3333, 1 -407 403 3333, 1 -407 -403 -3333. Hội đồng hương quản trị vùng hoa thịnh đốn và phụ cận trân trọng kính mời quý đồng hương cùng đến tham dự buổi dạ tiệc họp mặt mừng xuân Ất mùi 2015 vào lúc 6 giờ 30 chiều Chủ nhật 15 tháng 3 2015 tại nhà hàng Thần Tài 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia là dịp để cho đồng hương và thân hữu hàng huyên tâm sự, chia sẻ tâm tư về cuộc sống tha hương và cũng là dịp để cho con em chúng ta tìm hiểu về phong tục cổ truyền và văn hóa dân tộc. Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức 770-298-7800. Kính mời quý đồng hương tới tham dự buổi ra mắt phim tài liệu Thảm họa đỏ do lực lượng cứu nguy dân tộc thực hiện vào ngày Chủ nhật 22 tháng 3, 2015 từ 3 giờ cho đến 6 giờ chiều tại hội trường nhà thờ đại hàng Charlotte Presbyterian Church 701 Scully Park Road, Charlotte, North Carolina 28209 để thấy được bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam, trái ngược hẳn những gì mà Đảng Cộng sản tuyên truyền, dối gạt, dân tộc Việt đang gánh chịu thảm họa vô cùng nghiêm trọng hơn 80 năm qua. Mọi chi tiết xin liên lạc Hoàng Tịnh 803 389 8002 hay Thu Hương 704 607 7761. Hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình Đêm Lâm Viên 2015 với chủ đề Hướng về xứ Việt vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015 tại nhà hàng Harvard Moon 7260 Arlington Boulevard, Fort Church, Virginia. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Lại Đình Đáng 703 542 2549 hay ông Tông Thất Bang 703 978 3315. VIA Hội Người Việt cùng với các tổ chức Every Woman's Life, Common, Evan, Fairfax County xin thông báo chương trình Chụp quan tuyến vú mammogram, thử nghiệm ung thư cổ tử cung Pasmia hoàn toàn miễn phí cho phụ nữ ở vùng Virginia. Xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703 532 3716 hoặc vào trang mạng viahoi hội người việt chấm org Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go, có cả chả nướng, chè đủ loại, nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và bánh hợp mặt gia đình. Nhân dịp Tết nguyên đáng, Kim Phụng Bakery có nhận đặt bánh chưng, bánh tét được sản xuất tại chỗ. Kim Phụng Bakery có nhiều hộp mức lớn và nhỏ để đồng hương mua tặng làm quà ngày xuân. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Điện thoại số 703 534 4525.